Anh Nguyễn Duy Dũng có chia sẻ là tại thân mình muốn ăn nhanh, và đúng rồi, ai muốn ăn nhanh cả. Phụng muốn ăn nhanh lắm. Nói thẳng luôn với anh chị, nếu ăn nhanh được Phụng muốn ăn lắm. Nếu dự báo được mai ngày kia, mai giảm ngày kia tăng hay thế nào, Phụng dự báo ngay. Với dự báo sọt phái sinh ăn đủ luôn, đúng không? Có mất tê cộng được. Ai cũng muốn ăn nhanh đúng, nhưng mà vấn đề ở chỗ là không phải ai cũng biết mình là ai, không phải ai cũng nhận diện được mình đang ở đâu. Đấy là cái điều khó nhất. Và thường nhé, 100 người thì chắc phải hơn 90 người đánh giá bản thân mình cao quá đà, nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, thường là như thế. Phục cũng thế thôi, trước đây cũng thế thôi. Bây giờ có thể là cũng có khi vẫn đánh giá cao mình quá đấy. Có thể chứ. Đó. Nhưng mà cái điều là có nhận ra mình là ai không, đấy điều vô cùng khó. Thì có một cái câu chuyện vui ông cụ Buffett ông kể như này. Ông kể là sau một thời gian ông đến nói chuyện với sinh viên của trường Harvard, thì ông hiệu trưởng của cái trường ấy gọi điện cho ông ấy, mấy nói với ông là ông Buffett, ngài Buffett, ngài nói gì với sinh viên của tôi mà sao cái chúng nó ra trường chúng nó cứ mở công ty hết, đứa nào nó cũng mở công ty nó tự kinh doanh. Ông Buffett trả lời lúc người ngớ người ra, bảo đâu tôi có nói gì quá đâu, tôi chỉ nói là bạn đừng có đi tìm công việc tạm bợ để lấy CV đẹp để đi làm chỗ khác tốt hơn, mà bạn hãy làm việc cho người mà bạn ngưỡng mộ nhất. Đó, thế thì sau câu khuyên ấy thì cuối cùng là các bạn ấy tự đi kinh doanh hết, đúng không? Thì tất nhiên đây là một câu chuyện vui thôi, nhưng đấy cái khó của con người của chúng ta, vì sao chúng ta không làm chủ được bản thân vân vân, vì sao chúng ta FOMO, vì sao chúng ta hay cắt đáy và mua đỉnh, vì sao chúng ta không tuân thủ kỷ luật, bởi vì chúng ta đánh giá mình quá cao, chúng ta không nhận diện được là sức mình đến đâu. Ngay cả ông Buffett ấy, ông còn phải chia sẻ là tôi chỉ đầu tư trong cái vòng tròn hiểu biết của mình thôi. Có khi vài năm ông mới mua một cổ phiếu thôi. Thế mà cuối cùng nhà đầu tư của chúng ta vừa mới tham gia được vài ngày mà đã dự báo nào để mai tăng ngày kia giảm, nào thì thị trường sập đến nơi, dự báo Việt Nam không được lại đi dự báo Mỹ. Thế mới sợ chứ. Rồi là nhà đầu tư của chúng ta thích nhất là xem nhận định vĩ mô hàng ngày. Vĩ mô gì mà sao nhận định hàng ngày, đúng không? Đó thì nó rất là sai. Tất nhiên là Phục nói này cũng có thể Phục sai, đúng không? Nói chung là nó phù hợp với anh chị là tốt, còn không thì bỏ qua.